Lạc xưởng ngày xưa người ta làm nhiều mỡ ăn ngán lắm luôn á. Bây giờ tôi tìm được cái chỗ mà mua siêu nạc ít mỡ á, mừng như cá gặp nước gì đó mấy bà. Không hiểu sao tôi ăn rồi mà tôi vẫn cảm thấy ngán nha mấy bà. Mà là ngán tiền mua ăn hoài á. Lạc xưởng ở bên nhà Khởi Bách Hưng là lạc xưởng siêu nạc ít mỡ. Bữa bà nào thích ăn lạc xưởng mà ngán mỡ nè. Trời ơi, ta nói một túi như vậy là 500 gram, tôi mua hai túi là 1 ký mấy bà. Bữa nay thì tôi mua lạc xưởng trứng muối. Ở bên đây thì có nhiều loại lạc xưởng lắm, có cả lạc xưởng không có tiêu cho mấy bé nhỏ nữa. Thường ăn lạc xưởng không là ngon rồi, bữa nay có thêm cả trứng muối nữa. Ta nói nó béo ngậy luôn, cắn cái đâu nó sực sực tới đó, đã cho lắm luôn mấy bà. Thật sự là tôi ăn lạc xưởng ở rất là nhiều nơi rồi, thì tôi vẫn thấy lạc xưởng ở bên đây là siêu nạc ít mỡ, là ăn không có bị ngán á mấy bà. Nhưng mà nhìn cục lạc xưởng đây, cục nào cục nấy nó ú ụ, và nhìn một cái là muốn ăn liền luôn. Biết là chỗ mấy bà gần Tết rồi, lạc xưởng bao nhiêu 1 ký, còn tôi thấy là bên đây là bán quanh năm suốt tháng thì cũng có 140 cành 1 ký thôi à mấy bà. Không bao giờ tôi thấy lên giá hết trơn á, mặc dù là gần Tết. Ở nhà tôi hồi xưa nha, mà muốn ăn được lạc xưởng là phải đợi tới Tết mới có ăn á mấy bà. Mà mẹ của tôi cũng không có mua nhiều nữa, 1-2 ký ăn lấy vị à. Bây giờ là tôi thấy lạc xưởng bán quanh năm mà giá cả cũng phải chăng, rất là hợp túi tiền luôn á. Lạc xưởng ở bên đây thì thiên về cái vị miền Tây nhiều hơn, cái kiểu của nó là ngọt ngọt mặn mặn á mấy bà. Mấy cái loại lạc xưởng tươi này nè, mấy bà mua về mà chưa ăn liền á thì mình có thể để ngăn đông ăn được cũng 6-7 tháng á mấy bà. Trời ơi, ta nói nghe, cục lạc xưởng mà có trứng muối cắn tới đâu nó sực sực, nó dai dai, nó béo béo tới đó luôn á mấy bà. Xưởng á thì mình chế biến được rất là nhiều món nè, mình có thể đem lên chiên rồi ăn trực tiếp với cơm, hoặc là mình làm gỏi, hay là mình làm gỏi cuốn đều ngon hết trơn á. Biệt là mấy đứa nhỏ nó rất là thích ăn lạc xưởng với cơm luôn á. Thích ăn lạc xưởng mà ngán mỡ á thì có thể tham khảo cái loại lạc xưởng của nhà Bách Hoa Hưng này nha. Có hai loại lạc xưởng truyền thống, với lại là lạc xưởng truyền thống không có tiêu, và lạc xưởng trứng muối tôi để trong giỏ hàng cho mấy bà lựa đó.